Xin chào các bạn, hôm nay mình tiếp tục chơi trò chơi ship hình Pikachu. Mình lựa chọn cái cấp độ khó đi. Mình sẽ chơi từ tầng 1. Cái cấp độ này thì nó khó hơn mấy cái cấp độ kia, nó có nhiều hơn hình cụ. Cá sấu hay con heo. Này là khủng long lửa hay con bọ đỏ nè, Togepi. Hay chim cú. Rồi giờ tới khủng long lửa. Hai con heo.
qua cái khúc này là mình thấy khỏe, thấy dễ hơn rồi đó. Tới khúc này thì dễ rồi. Rồi, mình qua tầng 2. Tầng 1 cảm thấy cũng rất là khó đó. Tầng 2 thì không biết như thế nào. Hai con rùa.
Đây, hai con bọ. Đổi vị trí rồi. Mình qua tầng 3. Tầng 3 nó sẽ rút từ phía dưới lên trên. Chỗ này ngon à.
Đây thì có công cụ. Này thì con hải mã. Nhanh lên, sắp hết thời gian. Sắp hết thời gian rồi. Kịp rồi. Giờ mình qua tới tầng 4. Mình sẽ nối hai con tiếp này trước. Mình tới hai con này luôn. Hai con này nữa. Rồi mới tới hai con ếch.
đổi vị trí à? Hai con gấu, hai con này là hai con gì không biết. Bây giờ mình qua tầng 5. Tầng 5 là hai con ếch trước đi.
Đây là hai con cuốn chiếu. Này là con Togepi. Này cũng là Togepi. Rồi hai con heo nè. Này nó lộ ra con mèo. Cá sấu. Là con Giờ mình qua tầng 6. Hai con này là hai con cuốn chiếu.
Hay là con gấu. Gấu đen. Đây rồi. Gấu đen đây. Hai con này. Bây giờ mình qua tầng 7. Tầng 7 nó sẽ rút từ bên phải qua bên trái.
Hai con cuốn chiếu, hai con ong, này là con này con gì quên mất tiêu rồi, này là con vịt cô ta. Bây giờ mình sẽ qua tầng 8.
chuông nhiều quá luôn. Đây, bốn con luôn. Tầng 9. Tầng số 9.
Hai con cá sấu Ồ xanh. ồ. Hai con dê. Rồi, đổi vị trí. Này là Pikachu. Pikachu tiếp. Ascend. Rồi mình xin tạm dừng video ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.